Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Tân Hoàng Minh bỏ cọc đấu giá lô đất nghìn tỷ ở Thủ Thiêm. Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vào ngày 10 tháng 1 đã có tâm thư gửi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước về việc tự nguyện xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3 đến 12 khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Lá thư nói chúng đấu giá kết quả là 2,45 tỷ đồng trên một mét vuông sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung. Đây là hình ảnh ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tân Hoàng Minh bên phải tại buổi đấu giá khu đất Thủ Thiêm vào hồi tháng 12 năm 2021. Lá thư viết rằng đây là mức giá cao bất ngờ, ngay cả bản thân tôi trước khi tham gia đấu giá cũng không bao giờ nghĩ đến. Nhưng trong thực tế, trong quá trình tham gia đấu giá, có nhiều nhà đầu tư tham gia đấu giá trả cao đến mức 20.000 tỷ đồng rồi bỏ cọc. Từ đó, chỉ còn lại một mình nhà đầu tư nước ngoài và tôi tiếp tục tham gia đấu giá. Nếu tôi bỏ cọc thì lô đất được đánh giá đẹp nhất bán đảo Thủ Thiêm sẽ thuộc về sở hữu nhà đầu tư của nước ngoài. Chúng tôi cũng xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3-12 khu đô thị mới Thủ Thiêm và chấp nhận chịu mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo quy định của pháp luật về việc đấu giá tài sản công. Ông Dũng đã viết như vậy trong lá đơn của mình. Lá thư sau nói sau khi chúng đấu giá với giá quá cao, Tân Hoàng Minh lắng nghe dư luận và thấy rằng kết quả chúng đấu giá ở mức cao như vậy có thể dẫn đến hệ lụy không tốt. Trước đó, 4 lô đất rộng khoảng hơn 30.000 m² thuộc khu chức năng số 3, khu Bắc, khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 12 năm 2021 đã được đấu giá với mức là 37.350 tỷ đồng, cao gần gấp 8 lần giá khởi điểm. Công ty chúng đấu giá cao nhất là công ty Ngôi Sao Việt, một công ty con của tập đoàn Tân Hoàng Minh, trúng lô từ 3 đến 12, diện tích 10.000 m² với giá là 24.500 tỷ đồng. Tương đương khoảng 2,4 tỷ đồng mỗi mét vuông. Ba công ty còn lại là công ty Bình Minh trúng 5.000 m² với giá 5.026 tỷ đồng, công ty Shen Mega 8.500 m² với mức giá 4.000 tỷ đồng, công ty Dream Republic 6.400 m² với mức giá 3.200 tỷ đồng. Đây là hình ảnh 4 lô đất được đấu giá ở Thủ Thiêm. Bộ trưởng của Bộ Tài chính Việt Nam Hồ Đức Phước vào ngày 4 tháng 1 cho rằng việc đấu giá ở Thủ Thiêm gây ồn ào mới đây là điển hình làm nhiễu loạn thị trường. Ông phát biểu chiều ngày 4 tháng 1 khi Quốc hội thảo luận tại tổ về gói chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhiều trường hợp vốn vay gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu nhưng vẫn phát hành trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn lấy tiền để buôn bán bất động sản. Chẳng hạn như đấu giá đất ở Thủ Thiêm là điển hình làm nhiễu loạn thị trường. Ông Phước đánh giá như vậy. Còn Đài Truyền hình Việt Nam VTV cho biết khi trao đổi thêm về vấn đề này bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Hồ Đức Phước so sánh tại thành phố Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ có giá trung bình 1,5 tỷ đồng mỗi mét vuông, nhưng Thủ Thiêm là khu vực hạ tầng mới lại có mức đấu giá lên tới 2,4 tỷ đồng mỗi mét vuông. Ông nói cần xem xét các nhà đầu tư có thực hiện đúng theo cam kết trúng giá hay không, hay là bỏ cọc. Và dư luận cho thấy rằng viễn cảnh tương lai dần hiện ra. Tờ báo Thanh Niên dẫn lời ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhận định rằng dù đây chỉ là một hiện tượng nhưng có khả năng tác động đến giá của thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung. Nếu đẩy giá tăng quá cao sẽ tạo ra bong bóng thị trường bất động sản và nguy cơ dẫn đến đổ vỡ hay đóng băng của thị trường này sẽ gây ra bất ổn cho nền kinh tế. Còn trong trường hợp doanh nghiệp chúng đấu giá rồi nhưng không hoàn thành hợp đồng, ngoài việc bị mất tiền cọc thì tác động nói trên vẫn còn. Đây là hình ảnh copy bản chính 3 trang của tâm thư của ông Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh gửi đi các cấp lãnh đạo nhà nước. Do vậy, đối với những doanh nghiệp đã chúng đấu giá trong khu vụ đất Thủ Thiêm, nếu không hoàn thành nghĩa vụ tài chính sau đấu giá thì phải bị xử lý nghiêm để tránh các trường hợp tương tự xảy ra vì đã gây ra hậu quả rất lớn.
đó là phải cấm các đơn vị trên và kể cả những doanh nghiệp liên quan tham gia cuộc đấu giá quyền sử dụng đất trên cả nước trong nhiều năm hoặc thậm chí là vĩnh viễn. Đồng thời cũng không giao các dự án bất động sản cho những doanh nghiệp đó thực hiện trong một thời gian dài, ông Đính đề xuất. Còn trên tờ báo Việt Nam Express, ông Huỳnh Phước Nghĩa, chuyên gia tư vấn cấp cao của công ty tư vấn kinh doanh hội nhập toàn cầu, cho rằng bất lợi sẽ nghiêng về các nhà đầu tư mới đang có ý định muốn cập bến Thủ Thiêm để kiến thiết đô thị giai đoạn sau này. Ông nói, nếu nhìn xa hơn, giá đất tăng thẳng đứng gấp 8 lần sẽ triệt tiêu sức hấp dẫn của Thủ Thiêm, trì hoãn quá trình phát triển của đô thị mới và khiến nơi này bị lũng đoạn giá, ông Nghĩa nói. Nhưng ông Trần Khánh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Việt An Hòa, đã nói với báo Kinh tế và Đô thị rằng kết quả đấu giá đất ở Thủ Thiêm mang nhiều ý nghĩa tích cực. Ông nói, một khi doanh nghiệp chấp nhận bỏ ra số tiền rất lớn để đấu giá đất, đồng thời họ cũng nghĩ ra việc vị trí đắc địa và những tiềm năng tương lai của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Và không thể phủ nhận tính minh bạch, khách quan của chương trình đấu giá 4 lô đất vàng vào ngày 10 tháng 12 vừa qua, vì thông qua đó đã phản ánh giá trị thật của bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, mà cụ thể là ngay tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thực tế, giá đất ở đây cao vì doanh nghiệp đánh giá được giá trị thật của bất động sản khu vực này, chứ không phải là thổi giá mà không có cơ sở. Song việc đẩy giá đất lên quá cao cũng sẽ mang đến những mặt bằng không thuận lợi cho thị trường bất động sản. Điển hình là kết quả đấu giá của những lô đất còn lại ở Thủ Thiêm sẽ gặp khó khăn, vì nếu thấp hơn cũng khó mà cao hơn cũng khó. Tức là trong tương lai, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải xem xét lại công tác định giá đất. Đây là hình ảnh lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn FEC và tập đoàn Tân Hoàn Minh. Ông Đỗ Anh Dũng bên trái và ông Trịnh Văn Quyết bên phải vào ngày 11 tháng 1 xuất hiện thông tin về việc ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn FEC bán chui 74,8 triệu cổ phiếu gây chấn động dư luận. Và vụ việc này đang làm dư luận phẫn nộ vì nhiều nhà đầu tư đã bị mất tiền. Chưa kể hậu quả đấu giá đất vừa qua có thể ảnh hưởng lâu dài đến thị trường bất động sản, vì quá trình đấu giá đất tại Thủ Thiêm dự kiến vẫn còn kéo dài trong thời gian tới. Vô hình chung đã hình thành một mặt bằng giá mới do hiệu ứng té nước theo mưa gây ra cú sốc giá trên thị trường. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào những bất cập này để kết luận rằng phân khúc nhà ở bình dân sẽ bị bỏ trống là thiếu hợp lý, bởi vì thị trường bất động sản tự do về giá, có giá cao và có giá thấp. Với khu vực Thủ Thiêm, đây là phân khúc chủ yếu cho nhà đầu tư, chỉ phù hợp với các dự án từ trung cấp trở lên, ông Quang nói. Luật sư Vũ Đức Khanh, chuyên ngành luật kinh doanh bất động sản tại Canada, khi trả lời đài FA hôm 11 tháng 1 cũng nhận định như sau. Việc nhà đầu tư dám bỏ giá cao, tức là gấp 8 lần giá gọi, để được thắng thầu có nghĩa là họ thật sự có kế hoạch cụ thể để thực hiện dự án, vì những quy định đấu thầu như bỏ cọc 20% và những quy định khác cũng khá chặt chẽ. Nên nếu các bên tham gia thực hiện đúng thì không có vấn đề gì. Rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng nhiều và kinh tế thị trường tự do là phải để cho nó tự vận hành theo luật cung cầu. Nhà nước chỉ đóng vai trò điều tiết bằng chính sách và pháp luật để đảm bảo tính cạnh tranh minh bạch và công bằng. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, không loại trừ khả năng đầu cơ trục lợi, chứ không phải là đầu tư. Và việc này sẽ ảnh hưởng không nhỏ khi kinh tế toàn cầu khó khăn và thị trường bất động sản đã bị bể bong bóng. Cái chính phủ cần làm hiện nay trong vụ này là phải rà soát các quy định về vay vốn ngân hàng và thế chấp bất động sản, đặc biệt đối với các ngân hàng có vốn của nhà nước. Đây là hình ảnh sau khi tăng nóng kỳ lạ thì chứng khoán bất ngờ lao dốc sau khi thông tin về FEC giao dịch chui và Tân Hoàn Minh bỏ cọc. Tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ khi trả lời đài FA vào hôm 11 tháng 1 từ Na Uy cũng cho rằng có hai vấn đề liên quan đến việc đánh giá đất tại Việt Nam cao bất thường. Vấn đề thứ nhất, theo ông Vũ, đó là người dân bị tước quyền sở hữu mảnh đất của mình thông qua cái gọi là đất đai thuộc sở hữu của toàn dân nhưng do nhà nước quản lý. Khi người dân mất quyền sở hữu đất thì lợi dụng kẽ hở đó, chính quyền địa phương dễ dàng đẩy họ đi và bán mảnh đất đó cho người khác nhằm kiếm lợi. Chừng nào mà vấn đề sở hữu đất và tôn trọng quyền sở hữu chưa được thực thi một cách nghiêm ngặt, chừng đó người dân còn bị mất đất và chuyện bồi thường một cách không công bằng còn diễn ra. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ nói tiếp. Vấn đề thứ hai đó là vấn đề tư bản thân hữu, cấu kết với chính quyền để nâng giá đất lên và làm lũng đoạn thị trường.
việc đưa ra một mức giá lên rất cao để giành quyền mua đất một cách gián tiếp, đẩy mức giá ở khu vực xung quanh lên cao. Với câu hỏi là liệu rằng những người đấu thầu có bỏ tiền ra để thực hiện việc mua đất chính thức hay không, ông Vũ nhận định như sau. Nếu số tiền phạt vì không thực hiện việc giao dịch sau khi đấu thầu nhỏ hơn số lợi nhuận có được từ việc nâng giá đất, thì nhiều khả năng là người đấu thầu sẽ chấp nhận mất tiền phạt chỉ để đạt được mục tiêu là nâng giá đất kiếm lời cho các dự án khác của mình. Để giải quyết vấn đề này, có lẽ chính quyền nên áp dụng mức phạt cho việc hủy giao dịch sau khi đấu thầu theo một mức tỷ lệ thuận với giá đấu thầu, 10% chẳng hạn, và mức phạt thấp nhất là mất tiền cọc. Một mức phạt cao sẽ hạn chế việc bỏ thầu rồi chạy. Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 12 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Dân Sài Gòn trước Tết sôi sục kiếm tiền và lạc lối niềm tin. Từ hôm Noel đến nay, Sài Gòn đã kẹt xe trở lại, tần suất không dày đặc và khó thở như trước dịch. Nhưng nói chung, mọi người đến nơi công cộng không còn e dè như hồi tháng 10 và tháng 11. Bây giờ đến các siêu thị, trung tâm thương mại và nhà hàng không cần khai báo y tế, không quét QR code, không trình thẻ xanh COVID như hồi tháng 10 nữa. Đây là hình ảnh các nhà hàng kín khách đêm mùng 2 tháng 1 năm 2022. Tác giả Song Mây đã điểm tin thời sự Sài Gòn có bài viết được đăng tải trên đài nói BBC tại Anh Quốc. Tuy thế, dù bận kiếm tiền, lo Tết, dư luận vẫn quan tâm đến những chuyện thời sự nóng bỏng mà tôi xin điểm qua ở sau đây. Thứ nhất đó là vụ Việt Á, cháu bé 8 tuổi, nhạc rap và Tịnh Thất Bồng Lai là những điều mà dư luận đang rất quan tâm. Việt Á là vụ bê bối lớn nhất của ngành y sau khi Sài Gòn trở lại bình thường mới, bên cạnh vụ thổi giá thiết bị y tế ở các bệnh viện. Thế nhưng diễn tiến gần đây cho thấy vụ này đầu voi đuôi chuột. Cái gốc phát sinh ra là Việt Á vẫn ở tận đầu tận đâu khi mũi dùi chỉ dĩa vào các ông trùm CDC ăn hoa hồng ở nhiều tỉnh. Mặt khác, cơn cuồng nộ của dân chúng về vụ kit xét nghiệm Việt Á bùng lên vào cuối tháng 12 bỗng nhiên bị đè bẹp bởi vụ án cháu Vân Anh 8 tuổi ở quận Bình Thạnh. Và trong tuần này thì lại đến cơn sóng mang gì về cho mẹ Tết này, nhại theo bài hát rap mang tiền về cho mẹ của Parker Denville. Hôm 5 tháng 1, cộng đồng mạng cười cợt hai vụ tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trước Quốc hội về việc kit xét nghiệm Việt Á có kết quả kiểm định chính xác 100% và dòng tự trào là từ một nước có tỷ lệ tiêm vaccine rất thấp đã vượt lên là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine cao nhất trên thế giới. Trên trang mạng của báo Chính phủ đã đăng tải thông tin này. Đến hôm 7 tháng 1 thì cộng đồng mạng lại tranh cãi về vụ Tịnh Thất Bồng Lai. Đây là hình ảnh khởi tố vụ Tịnh Thất Bồng Lai là lợi dụng quyền tự do dân chủ. Tuy nhiên, tờ báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh lại ghi là có tội loạn luân. Báo này cũng ghi thêm tội lừa đảo, trong khi các báo khác thì không ghi rõ. Nhiều báo cứ ghi luôn là 11 trẻ em trong Tịnh Thất Bồng Lai là con ruột của ông Lê Tùng Vân, trong khi chưa có ai nêu chứng cứ gì cả. Thông tin hỗn loạn và bất nhất. Sóng sau, xô sóng trước là chuyện thường thấy trên các phương tiện truyền thông của Việt Nam, mà phía sau không loại trừ bàn tay đạo diễn mang tên là Ban Tuyên giáo. Bởi cơ quan này không cho đăng thì báo nào cũng chẳng dám đăng. Niềm tự hào dẫn đầu được tạo ra bởi sức ép thẻ xanh. Trước hôm 4 tháng 1, ngày học sinh lớp 7, 8, 10, 11 trở lại đến trường, một thành viên trong nhóm giúp cháu mùa dịch đã than phiền. Cháu của cô học lớp 8 tại một trường thuộc quận Gò Vấp bị cấm đến trường vì chưa tiêm chủng vaccine ngừa COVID. Cô than rằng lớp chỉ có mình cháu chưa được trích nên không biết trường có mở lớp dạy online cho cháu hay không. Rất nhiều thành viên sau đó đã nổi rằng giờ mới cho con đi học thì trường phải phân biệt, sau này rồi thì trường cũng giống như các công ty và những nơi công cộng thôi, ra vào đâu còn ai hỏi đến thẻ xanh COVID nữa. Sức ép thẻ xanh giờ lại làm khổ học sinh, vì thế thật tức cười khi tự hào Việt Nam là một trong 6 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới. Một lần nữa có vẻ như Việt Nam lại đạt thành tích hàng đầu như mong muốn, giống như 100% người dân trong quận đi làm căn cước công dân gắn chip, mà sau con số này chính là từ áp lực từ phía công an khu phố buộc người dân đi làm bằng được, bất chấp
là họ đã có thẻ căn cước công dân mã vạch còn thời gian. Và với tỷ lệ bao phủ vaccine cao, thật không có ý nghĩa gì với Việt Nam khi có đến 8 loại vaccine phòng COVID được Bộ Y tế phê chuẩn với chất lượng bảo vệ không đồng đều, trong đó có những loại chưa được Tổ chức Y tế Thế giới đưa vào danh sách. Mặt khác, phụ thuộc vào vaccine viện trợ hoặc tài trợ, thời gian chích giữa hai liều của mỗi người có bị kéo dài hoặc rút ngắn, chưa kể còn kiểu tiêm trộn không giống ai. Đây là hình ảnh than phiền của một người trong group giúp nhau mùa dịch về việc một học sinh lớp 8 bị cấm đến lớp vì chưa chủng ngừa vaccine. Còn đến đầu tháng 1 năm 2022, thông báo của chính quyền Đà Lạt về việc trích vaccine Pfizer mũi 3 cho người trích 2 mũi vaccine Trung Quốc và với bất kỳ ai chưa trích vaccine mũi nào đã làm dấy lên nỗi tiếc nuốt nơi một số người bị ép trích vaccine của Trung Quốc. Khi Đà Lạt bắt đầu trích vaccine cho dân cuối năm ngoái, toàn bộ những ai dưới 60 tuổi và không có bệnh nền đều bị trích vaccine của Trung Quốc. Để có thẻ xanh, nhiều người phải trích loại này dù không muốn. Vì sao trang thông tin chính phủ lại lờ đi số ca tử vong, bao gồm thiếu niên lẫn người lớn, sau khi trích vaccine phòng COVID từ VeroCe của Trung Quốc, AstraZeneca của Anh lẫn Pfizer của Mỹ? Người dân cũng sôi sục kiếm tiền. Dân chúng đang sôi sục kiếm tiền để bù lại những khoảng thời gian bị mất của năm 2021. Trên tất cả các con đường ở Sài Gòn, hầu như chỗ nào cũng có người bán hàng, thậm chí bán cùng lúc nhiều thứ chẳng ăn nhập gì với nhau, miễn là có khách. Vào dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch, các quán ăn, nhà hàng, quán nhậu, hàng ăn vặt lề đường vân vân đều tấp nập khách. Ngoại trừ cái khẩu trang thì ai cũng đeo, còn khoảng cách thì chẳng buồn nhớ, cứ như chưa hề tồn tại virus corona. Trong cái nền sôi động kiếm tiền ấy, các kiểu kiếm tiền lừa đảo trên mạng cũng đang nở rộ, như giả mạo công an giao thông, giả mạo ngân hàng, ăn cắp tài khoản mạng xã hội để mạo danh đi mượn tiền, nhắn tin mời chào, việc nhẹ lương cao, nhưng thực chất là dụ bỏ tiền, đầu tư, vân vân. Nhưng ngoài ra, uất ức nhất vẫn là kiểu kiếm tiền dưới gầm bàn của nhân viên công quyền. Đây là hình ảnh quán bán hàng trong hẻm đông khách ở trung tâm Sài Gòn. Hôm 5 tháng 1, tình cờ chứng kiến cảnh một người bán thực phẩm ngồi khóc vì bị nhân viên phường buộc đóng cửa hàng với lý do bày hàng lấn chiếm lề đường. Đôi vợ chồng trẻ ở tỉnh để con nhỏ cho ông bà chăm sóc, tháng 10 năm 2021 lên Sài Gòn thuê một căn nhà phòng nhỏ bề ngang chỉ hơn 1 mét trong một con hẻm ở quận Phú Nhuận để bán hàng. Nguồn hàng tốt và cách giao tiếp chân tình, họ có khách đông khách và bị nhân viên phụ trách thuế phi nông nghiệp của phường để ý. Sau khi lên phường gặp chính người đó để năn nỉ thì họ được hứa hẹn với điều kiện nội trong ngày 6 tháng 1 phải đưa 4 triệu đồng để ông ta làm thủ tục xin giấy phép kinh doanh. Người vợ nhẫn nhịn than rằng còn biết nếu mình tự xin giấy phép kinh doanh thì chỉ mất có vài trăm ngàn, nhưng nếu không nhờ ông ta thì mai mốt ngày nào ông ta cũng đến quấy nhiễu thì còn khổ hơn. Đã có bao nhiêu người dân Việt Nam đang kinh doanh phải tốn chi phí dưới gầm bàn như vậy? Không có con số chính xác, nhưng chắc chắn rằng không hề nhỏ. Và xã hội đang lạc lối để tìm niềm tin. Thất vọng trước thực trạng của xã hội, bất lực trước bệnh tình của chính mình và sợ hãi COVID, không ít người đã lạc lối khi tìm kiếm một niềm tin ở chỗ dựa. Đã từ vài năm nay, bỗng thấy một số bạn trẻ từ chỗ vô thần đã trở thành những tín đồ sùng bái đạo Phật, đặt niềm tin vào Thầy Thích Nhất Hạnh, Thầy Minh Niệm, Đức Đạt Lai Đạt Ma, v.v. Đây là hình ảnh Thầy Minh Niệm với sách Hiểu về Trái Tim và kênh YouTube rất thu hút người xem. Điều này rất tốt khi họ thực hành cách sống theo tinh thần của những người thầy mà họ ngưỡng mộ để mong tâm trí bình an. Đồng thời tin vào nhân quả nên họ cố gắng làm nhiều việc thiện ở đời này. Thế nhưng thời gian gần đây thật sửng sốt khi có những bạn trẻ và bạn không còn trẻ tin rằng việc tập thể dục theo pháp luân công có thể chữa được tất cả các chứng bệnh, kể cả ung thư và nhiễm COVID. Cộng đồng pháp luân công ở Việt Nam còn ít vì họ bị chính quyền ngăn chặn tụ họp. Tuy vậy, một vài cá nhân mà biết được đều là dân trí thức và sống tốt, chỉ có điều niềm tin của họ dường như cực đoan từ khi từ chối hoàn toàn Tây Y. Mới đây nhất là cộng đồng năng lượng gốc ở Việt Nam đã tin vào phép chữa bệnh qua mạng bằng cách nhìn vào trán để truyền năng lượng của chú Phúc nào đó.
Tác giả cho biết thêm, vài người mà tôi quen trong cộng đồng này đều qua tuổi 60, có bệnh nền, giỏi, làm ra tiền và giàu. May mắn tôi có niềm tin riêng của mình, một niềm tin vững chắc giúp tôi vượt qua sự hỗn độn của năm 2021 và thấy mình là kẻ sống sót, chứng kiến những khoảng khách của 102 mong đừng bao giờ lặp lại, đó là bị ép ngoáy mũi, bị ép phải trích loại vaccine có sẵn mà không được lựa chọn, bị buộc ở trong nhà và không thể mua được thực phẩm theo ý. Vào năm 2022, chỉ mong những lệnh hành chính quái gở kiểu ai ở đâu thì ở yên đấy sẽ biến mất mãi mãi cùng con COVID quái ác.